Khóc rồi kìa. Ai khóc? Mẹ con nè, sao không nhìn con vậy? Con mệt quá. Con, mẹ. Mừng khóc hay vậy? Chúc anh chơi chơi chơi. Hôm nay được ở nhà ngủ rồi, có phòng mới cho em. Có phòng mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao khóc? Buồn gì? Hả? Ê, buồn gì nói đây, nói lên đây. Buồn gì? Buồn gì? Buồn gì? Không có khóc mà, khóc mà. Buồn gì? Trở đi chơi nè. Khóc là tự. Nói đi. À, ở trên quà hầu anh á. Hả? Ổng, chứ là chơi ổng không chơi rồi. Ổng đi tiêu rồi. Để em ổng đi. À, thằng chùi. Khóc hoài, khóc hồi anh nghĩ cho tiền luôn á. Đói á mà. Ờ, chơi gì ta? Hả? Ờ, chưa. Ờ, nó kêu con mày quá á. Ba làm gì nữa? Dạ tôi mua bánh mì. À, ai lấy gửi tiền nè. Tiền bây giờ thì ta chồng trước 100 triệu còn 55 triệu rồi xong giấy tờ ta mới đưa nữa. Bây giờ cũng đưa trước cái rồi tính sao? Mày qua tao nhờ chút đi. Công cái tiền bạc này xã hội nói này kia nặng quá. Rồi cái mỗi mai đi lên ngân hàng gửi vô ngân hàng luôn. Thì con đưa ông trước đây ông ơi ấy. Bây giờ đó nhiêu? Đây 100 triệu. 100 triệu bây giờ mày lấy ra 10 triệu đi. Ờ con không lấy. Lấy ra 10 triệu không. Để mà lo ba cái bệnh của mày trước đi. Không con không lấy tại vì tao giải quyết cho chị đó. Còn mày không nghe tao thì đâu mà. Con nói gì tám nghe gì nè, con có xin 15 triệu à. 15 triệu là riêng. Cho mấy đứa nhỏ rồi, còn cái này con cái phần này của 15 triệu đó là riêng. Thì tao nói mày vậy đó. Bây giờ đó là tao quyết định. Nè, cái này ông nói gì tám nghe nha. Nè, cũng như là cấp mà ướp á, nói cho con nhỏ 80 triệu á. Nhưng mà bây giờ con suy nghĩ rồi, thằng nhỏ gì không biết sao mà máu có ăn chơi không. Bây giờ á, vì bé Hiền á, dì ấy bây giờ cho phẳng bé Hiền. Nhưng mà giá trị mà mấy đứa kia á, có đau bệnh á, có hết tiền á, thì con cũng có thể rút số tiền ra mà trị bệnh cho mấy đứa được. Đó. Vì thằng Hoàng bây giờ, em nói thì, là ấy mới hết đi. Thằng Hoàng em mà 20 triệu, cho 20 triệu mà không có giao tiền tận tay nó. Tại vì làm Dương Tám phải làm cái thẻ cho nó. Con bé Trang cũng là 20 triệu. Rồi còn đây là mới có 100 triệu mà còn mà bố 60 triệu. 60 triệu gì bây giờ. Con ngồi xích lên đây, Tám nói chuyện với anh Tư. Ngồi xích lên đây nè. Ngồi lên đây. Ngồi lên, bỏ dép ra. Đưa trước cho bé Hiền là 60 triệu. Rút dép ra ngồi lên cho. À, cái phần tại bé Hiền còn con. Ngồi vô trong, ngồi vô trong. Còn con cái nữa. Bây giờ Tám nói là. Đây em đếm đi, em giờ. Được rồi, giờ khỏi phải đếm chân á. Giờ Tám nói là bây giờ mày lấy ra 10 triệu. Thôi con không lấy đâu. Lấy ra 10 triệu mày ra lời Tám đi. Lấy ra 10 triệu để lo bệnh hoạn cho mày. Chứ thì nếu mà mày không khỏe được thì mày không thể nào mày lo tiếp mấy đứa này với tao được. Mày ở ngay con thì bệnh này rồi hoài à. Vì con cũng gán con chịu bệnh con cũng còn bằng được. Biết rồi. Không phải như mấy đứa này chứ không bằng được. Tám nói là bây giờ á mày không khỏe thì tao mà cũng không khỏe nổi. Đó, bây giờ lấy ra 10 triệu để lo bệnh cho mày. Dạ, yeah, cái còn. Đó, còn lại thì gửi ngân hàng vô không bây giờ không có nói cho đứa nào bao nhiêu hết trơn. Tập trung vào ngân hàng, bỏ vô ngân hàng đó, lấy cái tiền lãi ra mua bảo hiểm hay là thuốc thang gì cho mấy đứa mỗi khi nó bệnh hoạn. Dạ. Yeah. Là số tiền vốn là cứ phải nằm ở trong đó hoài. Vậy không cũng như là bọn em á. Đó. Còn cái 20 triệu thôi. Còn cái tên mà trong cái sổ tiết kiệm á thì mai lên đây đi lên trên làm mày đứng cái tên tao giữ cái sổ. Tiền này tiền đất đai của ông bà con không có đụng tới nữa. Biết rồi. Thì mày bây giờ mày đứng tên. Tại vì tao giữ cái sổ. Tiền ngân hàng giữ. Đó. Tại vì lúc trước ông mà như vậy đó. Con nói vụ mà đất đai người ta ăn cái này kia rồi gái gú rồi kêu quá trời hình thử. Người ta nói tới kệ người ta còn cái chuyện của mình làm là mình cứ biết mình đi. Còn đó mình không làm mới là mình không có làm sai là được rồi. Còn ai nói gì thôi kệ người ta. Tại cho con còn hai đứa con đứt sao cho bây giờ á số tiền này là 8 giữ nha. Dạ. Bây giờ lấy ra 10 triệu. Dạ không, con còn tiền không phải con nói tại vì con có còn nói. Còn nếu không thì đưa 8 thì vì 8 mà giữ 10 triệu này khi nào mà gọi là thuốc thang cái gì đó thì vì 8 thì chi. Dạ. Đó. Còn đem ngân hàng gửi là 90 triệu nè.
Vì con có nói rồi, rồi tối nay á, tối nay tao mới kiểm lại ba cái tiền mà đi nằm viện hôm ngày hết bao nhiêu, còn bao nhiêu mai tập trung thảy vô đó luôn. Đó. Vì con đưa anh gái về, tại vì ta nói là đủ nào mà giáp nào mà gọi giấy tờ á, ta mới chồng thêm 55 triệu kia. 4. Nhưng mà con có nói là sao à, con xin 15 triệu và trả tiền cho mấy đứa nhỏ sanh đẻ đó. À, còn 140 triệu. Rồi cái này là do 18 mà giữ nè, do mày không giữ thì 18 mà giữ. Còn em 20. Rồi đó là khi nào mà bệnh hoạn như nào đó thì alo lên thì 18 đưa để mà lo. Mày không khỏe là tao cũng không thể nào tao khỏe nổi chứ. Con gì trang trải cuộc sống không được. Không sao. Bây giờ con bé này nè, rồi con kia, rồi thằng nọ, rồi tới đây rồi mà còn phải lo đi kiếm thằng Hồng nữa. Ô mẹ, giờ không biết được đâu kiếm này. Thằng ưa chưa rồi mấy ông ta kêu tội nghiệp mấy đứa con á, kia mệt quá. Chuyện người ta nói thôi kệ người ta. Buồn quá. Không được buồn, em phải giữ sức khỏe đi, không chỉ là em rồi. Tao tâm nói mày giờ á, 100 người ghét thì cũng có được 10 người thương. Mà chỉ cần 10 người đó người ta hiểu mình là được rồi. Hồi lúc đó chưa làm được lúc mà con có bàn với dưỡng 8 mà cho tiền mấy đứa này hết rồi. Chứ không phải mà tóc mà mấy anh được quay lên mới nói là cho. Thì cái lúc mà con Trang mới vừa đi nằm viện về đó con nhiều lúc, trước cái lúc mà đi con Trang đi nằm viện thì Dưỡng đã bàn mày rồi là bán cái này là không có được lấy tiền lắc nhắc. Khi nào mà lấy tiền là lấy một cái một rồi đem lên đây Dưỡng giải quyết. Lúc đó tao nó nói mày rồi thì bắt đầu là tới con Trang đi nằm bệnh viện đó. Để kêu kêu dưỡng cháu mình không cứu mang gì mới cứ nói gì. Thôi chuyện nó bỏ đi. Xe đụng cái này kia trời ở đây chạy tiền hỏi tiền chỗ này chỗ kia chạy tới chạy lui không. Hồng ơi. Hồng. Hiểu con buồn. Nhỏ này nó ngủ dữ rồi trời. Đi rồi. Nè con nhỏ ngủ hả? Giờ này 10 triệu này là 8 giữ nè. Rồi cái này mai là đi mày lên đi ngân hàng gửi. Con về một chút về trong bệnh viện rồi tại em chưa xuất viện, con chỉ biết cái rồi này thôi. Thì mai ấy thì xin đi ra một lúc nào đó. Dạ. Đi lên ngân hàng với Dược Tám luôn. Dạ. Rồi tao mới kiểm lại ba cái tiền đi nằm viện ổng gài bao nhiêu, hết bao nhiêu. Còn lại bao nhiêu rồi mà coi mà vật liệu này coi còn thiếu bao nhiêu. Quay đây à, anh Tư nè, anh Tư mới cho tiền hôm qua ngồi anh Tư. Nè, xích đây. Xích lại anh Tư đi. Hoài anh Tư bệnh nè, hôm Tư miếng cho anh Tư hết bệnh nè. Tư nằm viện thì lớn giờ đó, từ bé đi nằm viện ra chưa mà nó để thầy trời. Ê, hôm Tư miếng cho anh Tư hết bệnh đi. Đi em gái. Mà nó chưa ngắt điện ra, nó để gì lên trời. Hôm Tư miếng cho anh Tư hết bệnh nè. Thấy không? Về sao không mà hả? Hơi khỏe rồi đó. Vì ở đâu hả? Tiền đất đai không mà khỏe lắm rồi. Mua bánh mì hả? Con đưa tiền rồi. Hả? Con đưa rồi. Để tắt đó, tắt dùm nè. Ủa nhỉ? Không, khỏi. Chút bỏ gánh nặng rồi hả? Chút bỏ nặng nhiều lắm mà. Từ cái đất ruộng mà chơi ra tới hành nhà gì đó. Mai mà chích thuốc, uống thuốc, chích thuốc xong rồi xin đi ra. Dạ. Đi ra lên đi vô. Có đem giấy chứng minh theo không? Dạ con có. Ừ. Nhằm thi không biết là cộng đồng mạng nói mình giả tám. Đồ bệnh này kia sự. Tám á, là có một cái nữa là cái giấy chứng minh tám của họ hết hạn rồi nè. Mà vì tám mày cũng không có đứng tên được đâu. Dạ. Mày giờ mày cứ việc mày đứng tên. Cái sổ thì dựng tám giữ rồi tiền ngân hàng giữ. Lấy cái tiền lãi đó ra để mà mua bảo hiểm, mua mỗi khi nó đau lắm đó. Là cái tiền vốn mình sẽ còn hoài. Yeah. Rồi có còn cái thằng cu này á, nữa nó lớn á, thì trách nhiệm của Dượng Tám, Dì Tám này á, là lo cho nó học hành như nào đó. Ví dụ như có thiếu á, thì cũng lấy cái tiền lãi qua. Yeah. Dạ, cũng như số tiền này á, cũng như là mình nói cũng như là cho một em 20, Trang 20 á, sao này nó
không? Cái đó là nữa là tính đi. Mà còn con nhỏ này tại có con có cái phải cho nó nhiều hơn, nhiều hơn mà mình cũng phải nói điên bên nó lợi rồi sao vậy? Giá trị mà mấy cái kia bệnh mà rút hết số tiền đó mà số tiền bên đây còn cũng vẫn rút ra trị bệnh cho mấy cái kia. Đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ mày nói con này có con có cái rồi lỡ mai mốt con kia nó có chồng rồi nó có con có cái rồi mày tính sao? Cái là con giải quyết rồi hết rồi, tại mình giải quyết cái không biết cái răng. Đúng đó mà. Mình đâu có tính là đến sao rồi nữa. Mày ấy vô mày bù nghe. Dạ. Không có là nó phân bì cho nó rồi mà cho. Dạ, cái này không cho. Có phân bì được tại vì mình tính hiện tại giờ thôi chứ còn sau này. Sau này là khác phải không? Ờ. Từng quân từng ai đã hỗ trợ cho gia đình là tôi rồi ôi dễ không là không thầy là cũng rất là nhiều nhớ từ không mấy giờ nhớ từ tôi cũng có một cái quyết định có mua số dành từ không là sao mua số dành từ mong mọi các mạnh thường quân dồn số tiền lại cho những hộ gia đình khó khăn khác và gia đình tiền hả có cho anh từ không nhận đó là cho kỳ vậy sẽ không nhận sự hỗ trợ nữa mà nhờ các mạnh thường quân hãy cho những cái gia đình nào nó khó khăn hơn từ đây là gia đình sẽ xin không cho anh chiếc dầu mà đi hỗ trợ nữa sao ạ chứ cho anh tự gì và một lần nữa là xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và tất cả các khán giả là lâu nay đã ủng hộ gia đình. Bây giờ chú cắm từ đây về sau là không dạ, nhận nữa. Nhận tiền mình quân nữa. Ở đây gì đó là gia đình đến đó ta thấy cảm thấy là đủ lắm rồi, quá nhiều rồi. Ta nói là quá nhiều rồi đó. Nhiều khi được đó mà ai có cho cô beo sữa gì đó. Vì đây mạnh quân người giúp đỡ nên nhiều quá bây giờ không biết trả ơn sao bây giờ mình mới tập làm shipper siêu shipper làm mấy mạnh quân đi gắn ủng hộ bây giờ sẽ tiếp và sau này giúp đỡ với người nghèo khó khăn đồ shipper là đi giao hàng không không biết mình không nhận cũng cảm ơn siêu shipper chị không cần giấu tên ở người Mỹ ha cũng lo cho em Hiền đi trong bệnh viện đi về hết thì em Hiền đi về thì cũng được tỉnh táo và đỡ hơn bữa trước cái bệnh viện cũng không có đó mà nữa không có thuốc nữa đưa cầu mời á chúc chị luôn hàng hai mối ngoại phá ngoại với cho gà trong ở bên Mỹ gà trong nhớ gà trong nó nói nó rồi bởi chị có chơi hai chốt ngoài ngoài hai trăm đô trên